À, xin chào các bạn, hôm nay ở Lý American Tổng thức chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ sen tắm âm tường hai đường nước của American à, Bộ sen tắm này thì nó được thiết kế với cái van điều chỉnh Và cái mã hiệu là FFAS 9908 Kết hợp với uh, tay sen tắm là FFAS uh, 0926 à, Đối với cái bộ sen tắm âm tường này á, là một cái bộ sen tắm tường với chất liệu được làm bằng đồng thau mà Niken với cái van điều chỉnh nhiệt độ nằm riêng và cái van uh, chuyển hướng nằm riêng Thì cái van chuyển hướng nước này thì nó sử dụng là cái dạng nút nhấn Các bạn có thể nhấn nút để có thể mở uh, tay, sen, tay sen và bát sen chân uh, Cái dòng tay sen này nó cũng điều chỉnh được ba uh, chế độ khác nhau Rất là tiện dụng cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng và điều chỉnh bằng nút nhấn Còn đặc biệt là cái bát sen ở tường này được treo uh, uh, trên bờ tường Và có cái bát sen mà rôm rất là sáng bóng và cao cấp và hiện tại thì cái bộ sen âm tường hai đường nước này thì đang được bán tại đại lý American Tuấn Đức. Để các bạn quan tâm sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào sa vn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.